quay qua một vòng, sau đó nó test như thế nào đó nó sẽ quay xuống, nó quay ngược qua lại. Rồi đây là xong cái một cái chu kỳ khởi động của con camera này, thì bắt đầu nó đã hoạt động rồi đó. HB Shop xin chào các bạn. Hôm nay mình cũng có nhận của khách một cái camera nha. Cái này là camera quan sát thôi, cái này lắp ở trong gia đình nha các bạn. Thì camera này cái hiệu của nó là nó tựa giống như camera Yoshi nha các bạn. Không thấy nha, chúng ta để là IP camera nha. Đó, cái power của nó là 5V và 1.5A. Đó, 1.5A. Hiện này được khách báo là lúc trước á, khi cắm nguồn vào thì cái motor ở đây nó sẽ hoạt động nè. Nó lên xuống. Đó, nó quay qua quay lại, nó khởi động. Còn bây giờ khi cắm nguồn vào á thì nó không có cái tín hiệu nữa, nó vẫn im ru nha các bạn. Đó, nó vẫn im ru thôi. Đó, và đây là cái cục nguồn của nó đây. Nguồn này thì nó để là nguồn điện vào là 100 tới 240 nha, nguồn điện ra của nó là 5V và 2.0A. Đó. Thì sẵn mình kiểm tra luôn, mình sẽ cấp nguồn cho nó kiểm tra cái nguồn điện trước. Đây là cái ngõ ra của nó nè, 5V ở đây mình chỉnh cái thang đo 20 nha, 20V DC. Đây một đầu mình chập vào mát nè. Rồi. Thì nó này, cái này nó ra được là 5.24 ha, thay vì là 5V. Đó. Nếu mà mình đo cái adapter này nó vẫn ok, tức là vẫn có nguồn ra nha các bạn. Là 5V. Đó, mình lắp vào thử. Khi lắp vào thì nó vẫn im ru nha các bạn. Đó. Đó, nó không hoạt động gì hết. À, đây là cái này mình đã test qua thử. Đó, mình đã test qua rồi, nó không hoạt động được. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi như thế nào. Tại vì mình không có cái nguồn, không có cái nguồn 5V này ha. Mình có mấy cái nguồn 12V trở lên không mà. 5V 2A mình không có, để mình thử được. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái camera phía đít này ra để kiểm tra nha. 1, 2, 3, 4, chúng ta sẽ tháo 4 con ốc này. Nha, chúng ta rút điện ra. Thì cái dòng camera này mình cảm thấy nó khá là tiện lợi nha. Camera này có thể là 2 megapixel nhưng mà cái độ hình ảnh của nó cũng khá là rõ nét, nó có HD. Đó. Này mình cũng đã có kiểm tra qua mấy cái rồi. Đó. Đây là bên mặt bên trong của nó nè các bạn. Thì bên trong của nó gồm có là cái gì? Một cái con motor điều khiển quay qua trái qua phải nha. Con motor này quay trái qua phải. Đó, đây là thông số của nó đây. Thứ hai là một cái speaker, cái loa. Cái loa để chúng ta đàm thoại đó nha. Và thứ ba nữa là cái microphone, cái mic. À, cái mic để chúng ta nói chuyện hoặc là ghi âm. Còn đây là cái mạch của nó đây. Cái mạch này á, thì nó có một cái cáp tín hiệu cáp bẹ nè, nó sẽ đi lên. Cái này chắc mình nghĩ là cái cáp camera đi lên. Lên bo camera ha. Cái kết nối với lò, socket kết nối với lò. Socket kết nối điều khiển cái motor đây. Socket này điều khiển cái motor. Có cái khe cắm micro HD. À, cạc lan, nút nguồn,
đó, sóng wifi. Đây có cái cạc wifi ở đây ha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo thử nó coi như thế nào. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó nè, cũng chính là cái adapter của nó luôn nha. Để chúng ta kiểm tra thử tại sao mà nó có nguồn, nó có 5V mà gắn vô nó không khởi động. Chúng ta cũng chỉnh là DC, đo DC 20V. Đây, ở đây là map nè. Ở đây là cái chân nguồn dương. Ủa, nó cắm vô nó đo có 2.36. Các bạn thấy không? 2.3. 2.37. Thì cái này nếu mà lúc nãy chúng ta đo ở cái adapter của nó 5V 1.5V 2A, nó có ra đủ là 4.5V ha. Mà sau khi chúng ta cắm vào tải á, mà nó ra được 2.37V à. Điều này chứng tỏ là khi mà qua tải adapter nó giảm xuống. Cái này mình chưa đo qua linh kiện nào hết trơn nha các bạn. Đó, mình chỉ đo cái cổng mà cắm vô tải thôi. Đo ngay cái chỗ mà nguồn cắm vào cho camera. Đó, thì nó ra 2.3. Thì cái này mình nghĩ là cái cục adapter nó có vấn đề rồi, nó sụt áp. À, vậy thì cái này mình kiểm tra cái adapter trước đi rồi tính nha. Mình không có cái nguồn 5V 2A để mình thử. Đây, mình để nó qua một bên. Đây các bạn, 5V 2A. Đó, bây giờ mình lắp vào mình kiểm tra thử lại một lần nữa. Đó, map cắm vào. Nếu mà không qua tải thì nó là 5V 2. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo ra, chúng ta sẽ kiểm tra cái cục adapter này. Đây là cục bên adapter bên trong của nó nè các bạn. Cái này nó 5V 2A nha. Này cái biến áp của nó. Biến áp lỗi Ferrite. Thì trước tiên cục nguồn nào cũng vậy, thì mình kiểm tra sơ qua coi nó có cháy nổ chậm chập gì không. Thì cục nguồn này nó đang hoạt động. Đó, nên mình kiểm tra mấy cái tụ thường thường sụp áp. Đây, các bạn thấy có một cái tụ nè. Cái tụ này nó phì nè các bạn. Đúng không? Đó. Cái tụ này nó là bao nhiêu đây? 16V nha, cái tụ này là 16V 470 microfarad. 16V. Đó, do chúng ta test cái nguồn này nó chạy ok. Khi chưa qua tải á, thì nó là 5V nha. Còn khi qua tải thì nó xuống còn có 2V 37 thôi. Vậy thì sau khi xác định xong, mình phát hiện trên một cái adapter nó có một cái tụ. Là nó có một cái tụ nó bị phì. Nó bị phù ra. Thì mình sẽ thay cái tụ này trước rồi mình kiểm tra xem như thế nào. Nha, rồi mình tính tiếp một số cái khác. Đây các bạn, mình đã lấy một cái tụ là 16V.
mà nó là 2020 microfarad nha. Mình lấy cái dung lượng cho nó khỏe hơn, còn cái tụ giống như nó mình không có đó, nhưng mà cũng là 16 ohm, 2020 đó. Và mình sẽ tháo ra. Đây các bạn, cái mặt nó cũng khá là đẹp ha. Cái này đường 220V nó vào đây, nó qua một con điện trở, đây nó qua một con điện trở. Con điện trở này là nó nâu đen đen ha. Nâu đen đen, nâu là 1 0 0, nâu đen đen 10, nó 10 ohm ha, 10 ohm. Đó. Cái nguồn nó qua một con điện trở. Thì con điện trở này nó 10 ohm. 10 ohm nó sẽ đi qua, nó sẽ đi qua đây luôn, nó qua đây. Nó qua cái cầu diode này các bạn. Cái chỉnh lưu điện AC thành điện DC ha. Thằng nó ra nó đây. Thì cái tụ này nó là 400V 10 microfarad nha. Thì cái nguồn ở đây nó sẽ có là 300V nè. 300V. Qua con phép, qua cái con AC, qua con sầu quang, qua con opto này ha. 1847 817 nè, con sầu quang 817C. Thì nó ra điện ở đây là 5V. Đó, bây giờ mình sẽ thay cái tụ này. Đó, mình kiểm tra sơ vậy thôi. Các linh kiện nó vẫn còn đẹp ok nha các bạn. Đây, hai chân tụ đây. Tụ này mình thấy cái camera nó khá là cũ rồi. Đó, tụ này nó bị phù nữa, bây giờ mình sẽ thay cái này trước rồi kiểm tra xem có nó như thế nào nha. Các bạn khi lắp tụ vào các bạn chú ý nè ha. Bên có gặp bên đây là bên âm. Còn lại là bên dương. Đó, khi lắp tụ thì chúng ta chú ý cái đó. Thank you.
Mình thay xong cái tụ nó cho nó rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào test thử. Chúng ta cắt nguồn cho nó xong, bây giờ chúng ta sẽ đo điện đầu ra của nó. À, 5.2 nhé các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào tải nó. Đó, camera hoạt động rồi các bạn. Đó, nó quay rồi đó. Khi lắp vào tải nó ok thì nó đã hoạt động rồi nè. Đó, đúng như cái khách hàng đã miêu tả, khi lắp nguồn vào thì camera nó sẽ hoạt động như thế. Giờ thử bây giờ mình đo trên cái tải của nó ra thử coi như thế nào. Khi mà có tải vào đó thì nó là 5.1 hay là 5V nha các bạn. Lúc nào đầu là nó 5.2, sau khi có tải á, thì nó là 5.1. Vậy là ok ha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp vào mình test thử coi nó như thế nào. Thì chúng ta đã cùng nhau mà thực hiện cái ban của cái camera này. Thì lúc ban đầu khách đem lại á là lắp vào camera nó không khởi động gì hết, nhưng mà khi mình đo cái lắp cái nguồn vào cái nguồn điện và đo cái nguồn ra của cái adapter nó vẫn ra là 5.2V đó, nhưng mà lắp vào thì camera này nó không hoạt động. Và sau đó mình tháo cái camera này ra đó. Mình tháo ra và mình đo thử lúc mà cái adapter này cắm vào tải thì coi nó như thế nào. Thì quả thật là khi mà lắp cái adapter này vào cái tải camera này thì nó sụt xuống còn có 2.mấy V nè các bạn. Cho nên mình xác định là cục adapter nó có vấn đề, nó bị sụt áp nha. Cho nên mình tiến hành mình tháo cái adapter ra mình kiểm tra. Thì trong cái adapter này nó có một cái con tụ nó bị phù, hay là chúng ta nói nó bị hư đi cho dễ nha, nó bị hư. Thì tiến hành chúng ta thay nó. Còn nếu như mà lúc ban đầu cái adapter này nguồn điện nó không ra thì mình sửa thẳng nó luôn thì nó đơn giản hơn, khỏi mất công tháo ra tháo vô luôn như thế này ha. Đó, bây giờ chúng ta lắp nguồn vào cho nó. Đó, các bạn thấy nó đã hoạt động rồi chưa? Đó, nó quay nè, nó quay qua một vòng, sau đó nó test như thế nào đó nó sẽ quay xuống, nó quay ngược qua lại. Rồi đây là xong cái một cái chu kỳ khởi động của con camera này, thì bắt đầu nó đã hoạt động rồi đó. Dòng camera này có thể là kết nối không dây được các bạn, hoặc là kết nối qua mạng LAN nè. Rồi chúng ta đã cùng nhau thực hiện kiểm tra cái camera, nó không hoạt động của khách thì ra là nó bị cái cục adapter nha các bạn. Rồi thân chào các bạn. Các bạn nào mà ở nhà như thế này mà có trục trặc camera như đó thì các bạn có thể nghiên cứu xem để chúng ta làm. Chúc các bạn vui khỏe. Chúc các bạn thành công.